guys and welcome back to Wise Isles. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Wise Isles, nơi hô biến những giấc mơ Isles thành hiện thực. Đối với các bạn lần đầu tiên ghé thăm kênh của Wise thì đây là chuỗi series listening giúp các bạn dễ dàng đạt điểm số cao trong Isles listening. Chính vì vậy, đừng dừng lại ở việc theo dõi mà hãy luyện tập và áp dụng ngay vào bài thi của mình nhé. Ok, bài học hôm nay trong kỹ năng listening, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu cách làm bài giảng short answer questions, tức là chúng ta sẽ trả lời bằng cách đưa ra một câu trả lời ngắn. Vậy như thế nào được gọi là một câu trả lời ngắn? You know? Right. Thông thường đề bài sẽ yêu cầu số lượng từ mà thí sinh được phép trả lời. No more than one word, no more than one word and or a number, no more than two words. Với số lượng từ giới hạn như vậy, trong khi đó bài nghe lại dài đến tận mấy phút, vậy làm thế nào chúng ta biết được từ nào đúng để mà điền vào? Đó cũng là thắc mắc của rất nhiều bạn học viên đã gửi cho cô. Chính vì vậy, video này sẽ giúp chúng ta giải đáp những thắc mắc trên, đồng thời cũng sẽ bật mí cho các bạn những chiến lược làm bài giúp chúng ta đạt điểm số cao trong short answer questions. Ok, so let's dive in! Ông bà ta thường hay có câu biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng không nào? Cho nên trước khi đi vào strategies, những chiến lược làm bài thần thánh, thì các em hãy cùng cô chúng ta điểm qua một vài lỗi mà các bạn hay mắc phải trong dạng short answer questions. So let's go to common problems. Vấn đề thứ nhất, right over the word limit. Khi làm dạng bài này, đôi khi vì quá tập trung vào bài nghe mà chúng ta quên mất yêu cầu của đề bài, dẫn đến việc viết quá số từ mà đề bài quy định. Vấn đề thứ hai, write numbers as words. Ví dụ, thay vì viết con số 23, thì chúng ta lại viết thẳng hình chữ như thế này, 23. Điều này sẽ khiến cho câu trả lời của chúng ta không được tính điểm bởi vì đã vi phạm vào quy định về số từ đã đề ra trước đó. Vấn đề thứ ba, put the information you hear into your own words. Dạng đề này không yêu cầu chúng ta phải tóm tắt hay tổng hợp thông tin. Chính vì vậy, chúng ta chỉ cần nghe và bắt được keywords, từ khóa trả lời cho câu hỏi và viết chính xác những gì người nọ đã nói ra, không thêm, không bớt, cũng như không biến đổi từ ngữ theo ý của mình. Vấn đề thứ tư cũng là vấn đề cuối cùng. Write a wrongly spelled word or wrong form set answers. Khác với các dạng bài trắc nghiệm hay có sẵn đáp án, chúng ta chỉ cần viết A, B, C là xong, đúng không nào? Thì ở dạng bài này, yêu cầu chúng ta phải viết đúng chính tả của tất cả các từ. Chỉ cần một lỗi sai nho nhỏ trong chính tả thôi, thì coi như câu trả lời của chúng ta xong. Hay đơn cử một ví dụ nhỏ như là các em quên thêm S ở danh từ số nhiều, hoặc là chúng ta không chia động từ ở dạng quá khứ, thì câu trả lời của mình cũng tính là sai luôn nha. Tất cả những lỗi sai trên đều ảnh hưởng trầm trọng đến kết quả của bài thi. Vì vậy, các em nên hãy cẩn trọng những gì mà chúng ta viết vào trong quá trình làm bài short answer questions. Ok, không dài dòng nữa, sau khi đã nắm bắt được cấu trúc đề bài cũng như là những lỗi sai chúng ta hay gặp phải, thì bây giờ các bạn hãy cùng cô chúng ta đi tìm hiểu chiến lược làm bài ẩn trọng điểm trong phần short answer questions. So, let's move to strategies. Step number 1. Read the instructions carefully and check the number of words, numbers you can write. Không có gì đáng tiếc hơn việc đã nghe đúng được thông tin để trả lời, nhưng khi trả lời lại viết dư một chữ, dẫn đến sai hết một câu hay thậm chí là sai nguyên cả bài. Đây là lỗi sai đáng trách nhất dành cho những ai không chịu đọc kỹ đề bài. So, bear in mind, always read the instructions carefully and check the word limit. Ok, bây giờ các bạn cùng cô thực hành ngay ở ví dụ bên cạnh nha. Trước khi đọc đề, hãy đặt cho mình một câu hỏi. Bài này cho phép các em viết bao nhiêu từ, bao nhiêu số? Ok, so in this example, we have to write no more than two words. Nhìn vào một cái là chúng ta thấy liền đúng không? Bài này cho phép chúng ta viết không quá hai từ. Như vậy, đáp án ở đây một từ thì ok, hai từ cũng ok. Nhưng nếu chúng ta viết ba từ thì sao nhỉ? Tăng. Đương nhiên là đáp án của mình loại luôn đúng không nào? Step number 2. Underline keywords in the question and predict synonyms. Vẫn là động tác rất quen thuộc đúng không nào? Underline keywords, gạch chân như những từ khóa quan trọng. Tại sao chúng ta phải gạch chân nhỉ? Tất nhiên là không phải gạch chân cho đẹp hay là cho vui rồi, đúng không nào? Những từ khóa này, keywords, là những từ giúp chúng ta tập trung và thông tin mà chúng ta đang cần phải nghe từ trong bài. Hơn nữa, nếu như không có những keywords này thì sẽ rất khó khăn cho chúng ta trong lúc nghe, bởi vì ta sẽ dễ dàng bị lạc vào khu rừng thông tin mà vẫn không thể tìm ra lối thoát. Và đặc biệt phía sau cực kỳ quan trọng, các bạn chú ý cho cô nha.
predict synonyms, dự đoán những synonym, những từ đồng nghĩa, cũng như là các cách paraphrase, diễn đạt lại những keywords mà chúng ta vừa gạch chân trong câu hỏi. Nghe thì có vẻ dông dài đấy, nhưng mà thực hành một cái là hiểu ngay thôi. Ok, vậy thì bây giờ các bạn hãy cùng bố chúng ta underline keywords and predict synonyms cho ví dụ bên cạnh nhé. Ok, so question number one. Keyword assignment ở đây tớ có thể thay thế bằng từ gì các em nhỉ? Yes, task hay còn gì nữa nhỉ? À, schoolwork or project. Tất cả đều đúng các em nha. Ok, sang question number 2. Chúng ta có cụm get information ở đây. Thì các bạn có từ nào thay thế không nào? Gợi ý cho cô nào. Yes, chúng ta có thể sử dụng cụm collect data hoặc là do research. Hai cụm này đều ok nha. Và cuối cùng một cụm keyword nữa đó chính là paper collection. Thì ở đây thay vì sử dụng cụm danh từ paper collection, chúng ta có thể chuyển đổi lại là thành collect paper. Step number 3. Predict the information you need to hear. Đây là bước rất quan trọng bởi bước này sẽ giúp chúng ta có được đáp án đúng dễ dàng hơn. Đó chính là dựa vào câu hỏi chúng ta sẽ suy đoán loại thông tin mà chúng ta cần nghe ở đây là gì. So, we predict the type of information, whether it's a place, a reason or time. Ok, lấy một ví dụ chúng ta đơn giản dễ hiểu hơn nha. Câu hỏi đầu tiên của chúng ta có gì các bạn nhỉ? À, what part of the assignment? Phần nào của assignment, phần nào của bài tập. Như vậy ở đây rất có khả năng chúng ta sẽ nghe được những từ như là introduction, body hay conclusion chẳng hạn, đúng không nào? Hay là sang câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai của chúng ta thì có vẻ dễ hơn, bởi vì câu hỏi thứ hai đã bắt đầu bởi từ where, cho nên ta có thể dễ dàng xác định được là à, ở đây ta cần phải nghe về một địa điểm, một nơi chốn, a place, đúng không nào? Đến đây thì cô gửi cho các bạn một tips nho nhỏ nhưng cực kỳ hữu ích trong dạng short answer questions. Đó chính là chúng ta cần tập trung vào question word, từ để hỏi. Mỗi loại question word như là what, when, where, why, who, which, how, phần nào sẽ giúp chúng ta dễ dàng xác nhận được thông tin mà chúng ta cần nghe ở đây là gì. Step number 4. Listen carefully and answer the question. Đây là bước mang tính quyết định nhất trong toàn bộ quá trình làm bài. Vì vậy, ngoài việc chuẩn bị thật tốt và bước trên, thì chúng ta cũng cần hết sức tập trung một khi bài nghe đã bắt đầu các em nhé. Ok, giấy bút đầu nào hãy cầm lên và cùng cô nghe qua đoạn audio này, thử sức trả lời hai câu hỏi bên cạnh nha. Và nhớ khi take note cho cô thì như thế nào nhỉ? À, ghi đầy đủ trọn vẹn câu văn mà các bạn đã nghe được từ trong bài nhé. So, I think going through the processes helped. Now we need to decide how we're going to do this assignment. Yes. Ok, ngay câu đầu tiên thì chúng ta đã thấy người nói đã nhắc đến keyword assignment, dấu hiệu thông báo, thông tin mà chúng ta cần nghe chính là đây. Sau khi mà bắt được keyword thì chúng ta cần phải tập trung hơn nữa, bởi vì câu trả lời sẽ sắp sửa xuất hiện ở những câu tiếp theo. Tiếp tục nhé. I guess what we need to do is take the processes and divide them up between us. But we could start thinking about an introduction. Yes, okay. Well, I can start doing that. I think I have enough to go on already. Good. Các bạn đã có cho mình câu trả lời ngay sau khi nghe được hai câu sau chưa nào? Dạ. But we could start thinking about an introduction. Và sau đó thì người nam đã nói, yes, okay. Well, I can start doing that. Như vậy, câu trả lời của chúng ta đã xuất hiện ở đây chính là introduction, giống như dự đoán mà chúng ta đã làm ở step 3, đúng chưa nào? Ở đây thì cụm start doing chính là thay thế cho cụm start working on có trong câu hỏi. Như vậy thì chúng ta đã hiểu sương sương cách làm bài ở dạng đề này chưa? Tiếp tục tới câu thứ hai, các bạn nhớ là tập trung vào keyword cũng như là synonym nhé. Good. And there are a few areas where we need a lot more information. I think I'll start with something easy. Let's say the paper collection. I could go to the resource centre to do some research. Well, I think a better idea would be to approach someone who's involved in the process. What about contacting the council? Oh, good idea. Yes, I'll do that instead. They're bound to have some information. And I know just the thing to add to our work to make it even more interesting.
Các bạn đã nghe ra câu trả lời cho câu hỏi số 2 chưa nhỉ? Dạ, ở đây chúng ta có thể nghe được những từ khóa như là where and paper collection đã xuất hiện để giúp ta xác định được đoạn thông tin mà mình cần nghe, đúng không nào? Tuy nhiên ở đây, ngay từ đầu thì giữa hai nhân vật chưa có sự đồng tình mà có tranh luận một xíu về nơi mà các bạn ấy sẽ liên lạc để thu thập thông tin. Mặc dù câu của bạn nữ nói đã đề cập tới where and paper collection, những từ khóa quan trọng mà chúng ta cần phải nghe. Tuy nhiên bạn nữ nói như thế này nhỉ? I could go to the research center để làm research. Sau đó thì bạn nam đã lập luận lại. I think a better idea would be to approach someone who's involved in the process. Và sau đó bạn nam cũng đã đề xuất là contact, liên lạc với the council, đúng không nào? Bạn nữ có đồng ý với đề xuất này không? À có. Oh, good idea. Yes, I'll do that instead. Đây cũng là một lưu ý quan trọng nữa đối với dạng bài này. Đó là các em cần nghe trọn vẹn các lời thoại cho đến khi có sự đồng tình và thống nhất từ các nhân vật. Đôi lúc người nói có thể nói sai và tự sửa lại mình, hay như trong ví dụ mà chúng ta vừa mới nghe là sự tranh luận giữa các nhân vật. So be careful. Như vậy, ở đây đáp án cho câu hỏi số 2 của chúng ta là gì nhỉ? Council hay the council? Còn bạn nào nhớ yêu cầu đề bài là? Yes, no more than two words, không quá hai từ. Như vậy ở đây, đáp án là council hay the council thì cũng đều đúng hết các bạn nha. Step number 5, check your spelling after finishing all listening sessions. Như cô đã đề cập ở trên ở phần common problems, thì một trong những lỗi sai mà các bạn thường xuyên mắc phải khiến cho điểm của chúng ta bị giảm trầm trọng, đó chính là sai chính tả hay hình thức của từ. Cho nên rất cần thiết để chúng ta phải check lại chính tả, spelling cũng như là hình thức từ, type of word sau khi mà chúng ta hoàn thành xong bài thi nghe của mình. Năm bước trên nghe có vẻ khá là dông dài, nhưng trên thực tế thì chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 1 phút mà thôi. Vì vậy, chỉ cần chúng ta luyện tập chăm chỉ thì dạng bài này sẽ không còn gây khó dễ cho các em nữa đâu. Còn lại 3 câu hỏi, 3, 4, 5 thì cô sẽ để phía sau để chúng ta có thể luyện tập thêm. Các em nhớ là tuân theo từng bước như cô đã hướng dẫn để xem liệu chúng ta có ẩm trọn điểm trong phần short answer questions này không nha. Fighting! Well, in my last assignment, I added a few pictures and the feedback I got was that this wasn't academic enough. So what might really bring it to life would be to include some data, provided we can find some. Yes, that sounds excellent. Well, we certainly have a lot to do and not much time to do it in. You're right. I think we have about 5 weeks, so I suggest we create a plan of work today. The end of the month is nearly 3 weeks away, and then we have a few days holiday. Yes, so let's see if we can get the first draft done by then, so we can take a short break. Okay, then after the break we'll have just over a week to complete it. I wonder if we could get someone to review our work for us a few days before the deadline, so we can make some final changes. What about your friend, Henry? Well, the best person would be our tutor. Henry's very good, but he's taking a whole week's holiday, and there won't be enough time when he returns. Okay then, that's fine. Alright, that's all for today. Nếu thấy hay và bổ ích thì các bạn ơi, đừng ngần ngại subscribe ngay kênh của Wise IELTS. Nhớ bấm chuông để nhận được thông tin IELTS bổ ích mỗi ngày. Và cũng đừng quên để lại những comment bên dưới để Wise biết suy nghĩ các bạn nhé. Mọi sự yêu thương của các bạn chính là động lực tuyệt vời dành cho đội ngũ của Wise. Còn bây giờ, thank you and bye for now.